Ủa sao đơ máy rồi? Nè, đơ máy rồi nè. Phải chăng là tín hiệu từ vũ trụ? Ủa trời ơi. Vâng, đây là vũ trụ đưa tin rằng chúng ta nên mua điện thoại mới. Vậy thì nếu như anh em đang có nhu cầu tìm kiếm một chiếc điện thoại có màn hình to, phải xịn như có thể, thì chúng ta đã có hai option. Một bên là iPhone 13 Pro Max và bên này sẽ là iPhone 14 Pro Max. Vậy thì chúng ta nên lựa chọn iPhone 13 Pro Max hay là nên xuống tiền cho một chiếc điện thoại iPhone 14 Pro Max vừa mới được ra mắt bởi Apple? Câu trả lời này mình sẽ trả lời trong video ngày hôm nay. Mình là Trường An, đây là Vietablet. Nhớ cho mình một like, một subscribe nha. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Và trước khi bắt đầu video này thì nếu như bạn quan tâm đến chiếc iPhone 13 Pro Max hay là chiếc iPhone 14 Pro Max, máy new siêu, thì mình sẽ để nghe đường link bên dưới phần mô tả cho anh em xem. Và tất nhiên bảo hành bên mình thì lại vô cùng tốt và giá thì rẻ hơn so với thị trường. Còn nếu như anh em quan tâm đến chiếc iPhone XS Max này thì máy sẽ là máy live new và đẹp như là máy mới. Và nếu như anh em mua máy cũ sẽ có chương trình đổi trả trong vòng 7 ngày và hoàn tiền 100% luôn cho anh em. Rồi, quay trở lại với hai phiên bản cao cấp nhất trong năm ngoái và cao cấp nhất trong năm nay, đó chính là iPhone 13 Pro Max và iPhone 14 Pro Max. Vậy thì chúng ta nên lựa chọn chiếc điện thoại nào? Đầu tiên mình sẽ nói về tầm giá trước nhé. Khi nói về tầm giá thì iPhone 13 Pro Max phiên bản 128GB đang có mức giá cực kỳ tốt, chỉ là 25 triệu đồng mà thôi. Và phiên bản cao cấp nhất chính là phiên bản 1TB thì có giá khoảng tầm là 35 triệu thêm 100 nghìn đồng. Mức giá cực kỳ tốt. Nhưng bạn nào đang quan tâm đến chiếc iPhone 13 Pro Max phiên bản dung lượng cao để quay video TikTok, để quay video YouTube. Còn với chiếc iPhone 14 Pro Max cho phiên bản dung lượng cao cấp nhất thì có giá lên đến là 50 triệu đồng. Wow. 50 triệu đồng là nửa 100 triệu đồng. Tao lấy mày gà đốt. Đây là mức giá cực kỳ cao nên là mình nghĩ là các bạn nên cân nhắc thật kỹ cho việc lựa chọn chiếc iPhone 14 Pro Max ở thời điểm hiện tại. Mặc dù là sau nhiều tháng, sau khoảng tầm là 2-3 tháng thì giá của iPhone 14 Pro Max nó sẽ nhỉnh hơn và mềm mại hơn so với hiện tại, nhưng mà mức giá của nó sẽ cao hơn rất là nhiều, sẽ chênh lệch một khoảng khá là cao so với iPhone 13 Pro Max. Do đó là nếu như bạn đang muốn tìm một chiếc điện thoại mà phải gọi là cao cấp nhưng mà mức giá nó phải tốt, phải hời, thì mình nghĩ rằng các bạn nên lựa chọn iPhone 13 Pro Max với ba con mắt đằng sau. Còn chiếc bên trong vẫn là Apple A15 Bionic nằm trên iPhone 14, nó vẫn còn mạnh, vẫn còn rất là tốt. Đó cũng là lý do vì sao mà Apple lại trang bị con chip Apple A15 Bionic bên trong chiếc iPhone 13 Pro Max lên hai phiên bản tiêu chuẩn của phiên bản dòng iPhone 14 là 14 và 14 Plus. Đó chính là lý do vì sao mình nghĩ rằng các bạn nên lựa chọn iPhone 13 Pro Max nếu như bạn muốn điện thoại cao cấp mà giá phải hơi. Còn nếu như bạn muốn tìm điện thoại phải gọi là cao cấp nhất ở trên thị trường, mạnh mẽ nhất của nhà táo, hiệu năng vượt bậc, trải nghiệm phải đã nhất về camera, về màn hình, về hiệu năng bên trong, thì đó chắc chắn phải là iPhone 14 Pro Max rồi, đúng không nào? Và giá của máy sẽ hơi cao. Do đó là nếu như bạn muốn mua iPhone 14 Pro Max, mình nghĩ rằng các bạn nên đợi khoảng tầm là 2-3 tháng thì giá của máy sẽ ổn định hơn và thật hơn, nó sẽ mềm mại hơn và anh em dễ dàng mua được những chiếc điện thoại này với mức giá cực kỳ tốt. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về hiệu năng bên trong. Chắc chắn một bên là Apple A15 Bionic, một bên là Apple A16 Bionic. Nhìn chung thì tất nhiên anh em sẽ biết ngay là con Apple A16 Bionic nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều so với Apple A15 Bionic, đúng không nào? Nhưng mà nè, con chip chỉ là một thông số, còn cái chúng ta trải nghiệm thực tế là chơi những tựa game đơn giản như là Liên Quân Mobile, PUBG Mobile, làm việc thì những ứng dụng cơ bản như là Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, cáp kết các kiểu đồ. Vậy thì chúng ta cần gì một con chip quá mạnh như là Apple A16 Bionic, bởi vì ngay cả những con chip cũ như là Apple A13 Bionic bên trong dòng iPhone 11 cũng đủ mang đến hiệu năng mạnh như thế rồi. Và mình thấy rằng nha, với nhu cầu của người dùng thì chúng ta chỉ cần làm những tác vụ nặng một xíu, ví dụ như chơi Genshin Impact nè, chơi PUBG Mobile hay là làm đồ họa, làm cấp kết các kiểu đồ, dựng video, thì với con chip Apple A15 Bionic dư sức làm tốt điều đó cho anh em. Chúng ta không cần phải lên quá nhiều cho một con chip Apple A16 Bionic, và maybe con chip này sẽ làm cho máy bị nóng hơn, bởi vì hiệu năng mà cao thì nhiệt độ nó cũng sẽ tăng theo. Và đó là lý do vì sao mình nghĩ rằng con chip chỉ là một thông số, còn thực tế trải nghiệm thì 15 hay là 16 nó đều mang đến hiệu năng mạnh mẽ rồi và lựa chọn con chip nào cũng ok hết. Vậy thì chúng ta sẽ nói về yếu tố thứ ba là về camera. Về camera thì iPhone 13 Pro Max đánh mạnh về phần mang đến độ chi tiết tốt nè, độ phân giải nè, độ tương phản nè, và đặc biệt là khả năng chống rung. Đó là do vì sao mà khi người dùng cần quay vlog, quay vlog ngoài trời, ngoài vỉa hè hay là quay trong nhà để làm video, dựng clip các kiểu đồ, thì hầu như chúng ta sẽ lựa chọn iPhone 13 Pro Max.
Nhưng mà trong sự kiện vào cách đây vài hôm thì Apple đã nói rằng là con iPhone 14 Pro Max quay như là một máy gimbal luôn. Nó chống rung cực kỳ tốt, rồi mang đến khung hình ổn định và tương tự như là một máy camera các kiểu đồ. Thì mình thấy như này, xét về chức năng của nó thì chúng ta thấy rằng là hầu như những cái gì mà tính năng có trên những máy ảnh hay là tính năng có trên những laptop á, mà muốn mang lên điện thoại thì nó phải bị bóp, bị giảm đi về hiệu năng của nó, về chức năng của nó. Và điều đó cũng tương tự với lại cái camera của con iPhone 14 Pro Max. Và nếu như để so sánh thì tất nhiên camera của iPhone 14 Pro Max sẽ mang đến thông số ấn tượng hơn, 48 MP cho camera chính, còi khẩu độ cũng tốt hơn, mang đến nhiều tính năng hơn về chụp đêm hay là quay video. Nhưng mà để xét về tổng thể thì mình thấy rằng chúng ta chỉ cần iPhone 13 Pro Max là đủ rồi. Còn nếu như bạn là một người chuyên nghiệp về quay video, về vlog, bạn không cần phải mang một máy ảnh cồng kênh, bạn muốn có một chiếc điện thoại chụp ảnh đẹp nhất ở trên thị trường thì đó chắc chắn phải là iPhone 14 Pro Max, tùy vào nhu cầu của bạn. Và nếu như bạn là một người làm về chuyên nghiệp về hình ảnh thì bạn nên lựa chọn 14 Pro Max. Còn nếu như bạn muốn hình ảnh đẹp nhất có thể mà không cần phải quá chuyên nghiệp thì mình nghĩ rằng 13 Pro Max cũng đủ làm tốt cái đó cho anh em rồi. Một vài điểm phải gọi là tạo nên sự bứt phá lớn nhất của dòng iPhone 14, đặc biệt là 14 Pro Max với 13 Pro Max, đó chính là về cái tai thỏ. Chắc chắn rồi. Và nếu như nhu cầu của bạn là tìm kiếm một chiếc điện thoại iPhone khác biệt, hiện đại, mang đến vẻ ngoài mới mẻ, sang trọng và ấn tượng, hấp dẫn những người xung quanh thì đó chắc chắn phải là iPhone 14 Pro Max, với cái phần tai thỏ được biến thành cái phần Notch và việc tích hợp cái Notch với lại cái thông báo làm cho trải nghiệm người dùng trở nên tốt hơn, tối ưu hóa, gọn gàng hơn. Và mình thấy rằng khi mà Apple ra mắt cái tính năng này, nó sẽ cực kỳ hấp dẫn. Và mình chắc chắn rằng đây sẽ là một dòng tính năng ăn tiền ở trên dòng iPhone 14 Pro, đặc biệt là iPhone 14 Pro Max. Còn nếu như bạn vẫn thích cái tai thỏ gọn gàng như thế này, sau nhiều đời bạn vẫn thấy rằng tai thỏ vẫn là một gì đó hấp dẫn, bạn vẫn thấy rằng cái tai thỏ này vẫn mang đến cái trải nghiệm khá là tốt, ưng ý cho anh em, thì mình nghĩ rằng là iPhone 13 Pro Max cũng mang đến sự hài hòa tương tự như vậy. Đặc biệt là cái tai thỏ trên dòng iPhone 13 Pro Max á, nó được tối ưu gọn gàng hơn, nó không dài như là chiếc XS Max mình đang cầm trong tay. Do đó là khi anh em trải nghiệm thì nó sẽ không bị cứng quá nhiều, không bị vướng quá nhiều với trải nghiệm của anh em. Đó chính là về iPhone 13 Pro Max và iPhone 14 Pro Max. Sẽ có một vài yếu tố nữa tạo nên sự khác biệt giữa hai dòng điện thoại này, đó chính là về loa hay là về thời lượng pin bên trong. Tất nhiên 14 Pro Max sẽ mang đến sự tính năng cao cấp hơn, hiện đại hơn. Và đó chính là lý do vì sao mà Apple tạo sự chênh lệch giữa dòng iPhone 14 Pro Max và iPhone 13 Pro Max. Về tóm còn lại thì chúng ta nên mua 13 Pro Max hay là nên mua 14 Pro Max? Nếu như bạn đang cần tìm một chiếc điện thoại mà mạnh mẽ, cao cấp, mức giá phải tốt, phải hời và nó phù hợp với nhu cầu cơ bản của anh em làm việc được, chơi game được và anh em muốn cao cấp hơn một xíu hay là quay video chuyên nghiệp một xíu xíu cho làm vlog, cho làm YouTube của anh em thì mình nghĩ rằng 13 Pro Max sẽ đáp ứng tốt điều đó cho anh em. Còn nếu như bạn mong muốn có được một thiết kế mới mẻ cho một chiếc điện thoại, bạn mong muốn có một chiếc điện thoại phải gọi là cao nhất trên thị trường, chụp ảnh phải là ấn tượng nhất, hiệu năng phải là best nhất và mang đến những cái trải nghiệm như là trải nghiệm cầm nắm của máy nè, trải nghiệm về màn hình phải ấn tượng, về RAM, ROM, loa hay là về kết nối các kiểu đồ, thì đó chắc chắn phải là iPhone 14 Pro Max. Còn bạn thì sao? Bạn nghĩ rằng chúng ta nên xuống tiền cho 13 Pro Max hay là nên lên cho iPhone 14 Pro Max thì hãy để lại bình luận bên dưới và cho mình biết với nhá. Mình là Trường An, đây là Vietablet. Nhớ cho mình một like, một subscribe nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.